Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các anh chị và các bạn cách tạo tài khoản demo trên phần mềm giao dịch Antable. Sau khi các bạn được một phần hỗ trợ kỹ thuật của Wellcode cài đặt, thì trên nền desktop của các bạn sẽ thấy được biểu tượng của phần mềm Epicranus. Đây chính là phần mềm giao dịch của chúng ta. Double click vào biểu tượng Epicranus trên desktop, các bạn sẽ mở được một phần mềm có giao diện tương đương giống như thế này. Và hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các anh chị và các bạn từng bước để tạo thành công một tài khoản giao dịch demo để cho các anh chị và các bạn có thể luyện tập bằng số tiền ảo mà phần mềm cung cấp cho chúng ta. Trước tiên, chúng ta mở phần mềm lên và đi vào menu File. Ở đây các bạn sẽ thấy một cái lựa chọn là Open an Account. Click vào đây. Hệ thống sẽ tự động dò tìm các server hiện có của Epicranus. Thì trong số đó có một server dùng để thực hành, đó là server mang tên là Epicranus Practice. Các anh chị và các bạn hãy chọn vào cái server này và click vào Next. Lựa chọn chúng ta cần quan tâm đó là New Demo Account. Và đây là các thông tin liên quan và cá nhân của các anh chị muốn khai báo để phần mềm có thể nhận diện được chúng ta. Các anh chị và các bạn có thể khai báo những thông tin cá nhân của mình. Tương ứng với lại hướng dẫn của phần mềm. Đó là tên của chúng ta, country, quốc gia nào, thành phố nào, zip code của Việt Nam chúng ta sẽ là 700.000 nha các anh chị và các bạn, địa chỉ, phone number của các anh chị, email để các anh chị có thể nhận được thông tin từ Epicranus và gửi về cho các anh chị và các bạn. Account type chúng ta để mặc định, currency dĩ nhiên là dòng USD và đây là tỷ lệ đồng 7 các anh chị mong muốn. Và điều quan trọng đó là khoản tiền. Khoản tiền ở đây, Nam Phan xin lưu ý đây là để quá trình luyện tập ở tài khoản demo chúng ta sẽ hữu ích và có tác dụng khi chúng ta trade trên tài khoản thật. Tôi khuyến nghị các anh chị và các bạn hãy khởi tạo một tài khoản tương ứng với số tiền mà sau này anh chị dự định mở tài khoản để giao dịch thật sự. Giả sử sau này tôi muốn giao dịch với tài khoản đầu tiên, với số tiền đầu tiên là 3.000 đô, tôi nhập vào đẹp là 3.000 đô. Để làm chi? Để chúng ta làm quen với con số, để chúng ta làm quen với khối lượng giao dịch tương ứng với số tiền mà chúng ta muốn khởi nghiệp trên lĩnh vực này. Và tiếp theo chúng ta nhớ click chọn vào I agree. Chúng ta click Next. Và đến đây, quá trình tạo tài khoản demo chúng ta kết thúc. Và thông báo ở đây đã báo rằng chúng ta đã đăng ký thành công. Và đây là login ID của chúng ta, password để chúng ta login vào. Các anh chị và các bạn hãy lưu những thông tin này lại để chúng ta có thể đăng nhập vào trên smartphone của chúng ta với phần mềm cùng tên Antable. Sau khi finish, các anh chị sẽ chính thức đăng nhập vào tài khoản mà chúng ta vừa tạo. Lưu ý đầu tiên đó là
ở trên đây. Đây là số login ID của chúng ta. Điều thứ hai đó chính là các anh chị hãy quan tâm tới thông số đang nhảy ở phía dưới này. Nếu chúng ta kết nối internet, đây là một thông số, đây là một thông số có giá trị và nó sẽ biến thiên dựa vào cái kết nối, cái tốc độ internet của chúng ta. Và một điều lưu ý nữa, nếu các anh chị và các bạn quên ghi lại thông tin đăng nhập của mình như cái bảng vừa xuất hiện khi nãy mà tôi có hướng dẫn, thì các anh chị sẽ vào mailbox của mình để kiểm tra, các anh chị sẽ nhận được một cái email đăng ký tài khoản mới thành công và các thông số ở đây tương thích với màn hình khi nãy mà chúng ta vừa thấy. Và đến đây, xem như chúng ta đã tạo tài khoản demo trên phần mềm giao dịch MT4 đã thành công. Chúng ta hãy xem. Đây là cái bảng Terminal. Khi anh chị click vào hay tắt đi thì nó sẽ bật ra cái màn hình hiển thị trạng thái giao dịch và thông tin về tài khoản của chúng ta. Và những cái thẻ mà chúng ta hay sử dụng đó là thẻ Trade, thẻ Account History và thẻ Mailbox. Các anh chị lưu ý. Và nếu các anh chị đã tạo tài khoản thành công nhưng chúng ta chưa thấy được cái biểu đồ giá của chỉ số chứng khoán S&P 500, các anh chị hãy click vào biểu tượng ở trên đây, nó có hai mũi tên lên và xuống. Đây là biểu tượng, đây là một cửa sổ chứa toàn bộ những thông tin, những symbol mà AppExchange cho chúng ta giao dịch. Và một điều lưu ý nhỏ đó chính là phím tắt của đây, các anh chị có thấy Market Watch và phím tắt của nó chính là Ctrl M. Các anh chị có thể click thử Ctrl M để bật tắt cái màn hình này. Và các anh chị hãy dò tìm cái sản phẩm S&P 500 của chúng ta. Để hiển thị biểu đồ giá của S&P 500, chúng ta thực hiện cách sau đây. Trỏ chuột vào S&P 500, lướt chuột phải và chọn chart window. Sau khi sử dụng xong ô cửa sổ Market Watch, chúng ta có thể click Ctrl M để tắt nó đi. Và đây chính là biểu đồ giá hiện tại của chỉ số index S&P 500. Và đến đây, tôi xin chúc mừng các bạn đã tạo tài khoản demo thành công. Tiếp theo, về phần hướng dẫn sử dụng cơ bản phần mềm giao dịch và một hướng dẫn đặt lệnh, sửa lệnh, hủy lệnh trên phần mềm giao dịch MT4 này, tôi sẽ làm một clip riêng để cho các bạn dễ phân biệt và sử dụng.